Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chức năng theo dõi công nợ theo khế ước trên phần mềm kế toán Smart Pro. Để theo dõi chức năng công nợ theo khế ước thì mình sẽ làm các bước như sau. Mình sẽ vào nhập phát sinh, tab thứ hai khai báo thông tin, mình chọn phân hệ cài đặt thông số. Trong phân hệ cài đặt thông số này mình chọn công nợ theo khế ước. Rồi, trong phân hệ theo khế ước mình ID 98 mình sẽ bật giá trị là T, mình nhấn F10 để sửa lại nếu mà mình chưa khai báo. ID 99 mình khai báo những tài khoản công nợ theo khế ước vào. Sau khi khai báo cái ID 98 và ID 99 thì mình tắt bảng này ra và tiến hành khai báo những cái thông tin ban đầu. Đầu tiên mình sẽ vào mục 2 hệ thống danh mục, mình chọn danh mục mục số 15 danh mục hợp đồng. Trong danh mục hợp đồng này mình nhấn Ctrl N để mình tạo ra các cái danh mục hợp đồng của mình, hợp đồng vay Sacombank chẳng hạn rồi. Số hợp đồng, mã hợp đồng là Sacombank 01015 2021, ngày hợp đồng. Có danh mục đối tượng á, thì mình có thể vào danh mục đối tượng pháp nhân á, mình sẽ tạo các danh mục trước nha, ví dụ Ctrl N đi, ngân hàng, ví dụ như là ngân hàng Sacombank chẳng hạn này. Rồi, mã đối tượng là Sacombank chẳng hạn này, xong mình nhấn thêm. Các thông tin chi tiết mình thêm vào. Cho mình vào hệ thống danh mục hợp đồng. Mình nhấn Ctrl N lên, mã hợp đồng là Sacombank 01015 2021 chẳng hạn đi. Số hợp đồng chẳng là hợp đồng 01015 2021 SCB đi. Rồi ngày hợp đồng là 31 tháng cho 01015 2021. Ngày đáo hạn là ví dụ như 31 tháng 12 năm 2022 chẳng hạn. Rồi, mã tài khoản là 3411. Rồi, mã đối tượng là ngân hàng Sacombank. Rồi, nội dung là vay tiền dự án gì đó chẳng hạn này, mình ghi chi tiết gì đó. Rồi, cái giá trị này mình có giá trị USD hay giá trị Việt Nam đồng thì mình khai vào. Ví dụ số tiền mình vay là 1 tỷ chẳng hạn đi. Mình sẽ khai vào đây. Xong mình ấn cập nhật. Khi khai báo xong danh mục hợp đồng, mình sẽ vào cái phân hệ tiếp theo là danh mục khế ước. Trong danh mục khế ước mình cũng dùng phím Ctrl N để thêm mới. Mình đặt số khế ước vay 01015 2021 chẳng hạn này. 01 tháng 01 năm 2021. Rồi, ngày đáo hạn là 28 tháng 03 năm 2021. Đó, thì mình có những thông tin chi tiết mình điền vào, không có mình bỏ qua. Số tiền khế ước, ví dụ hợp đồng vay là 1 tỷ, mình cần giải ngân theo cái giá trị này là 200 triệu đồng chẳng hạn đi. Rồi có thuế suất, lãi suất gì mình khai mặc định mình đưa vào. Rồi. Mã tài khoản, ví dụ mình chọn đây là 3411. Rồi, chọn mã đối tượng ngân hàng Sacombank. Rồi, số hợp đồng, đây mình sẽ chọn số hợp đồng theo cái số hợp đồng mình đã tạo. Thì cái số khế ước này tương ứng với cái hợp đồng nào, nội dung là giải ngân lần 1 chẳng hạn đây. Một Sacombank này. Rồi, giá trị hợp đồng. Những cái này thì mình có thì mình sẽ điền chi tiết vào nha. Rồi. Xong tài khoản chi phí lãi vay với những 635 chẳng hạn thì mình đưa vào. Xong mình nhấn lưu. Rồi. Ngày đáo hạn. Rồi, ngày đáo hạn với như là 28 tháng 02 năm 21. Rồi, nhấn lưu. Rồi, khi mà khai xong cái danh mục khế ước thì mình sẽ tiến hành nhập liệu hoặc là khai đầu kỳ. Thì đầu kỳ thì mình sẽ vào mục 2 hệ thống danh mục, chọn tab thứ ba công nợ. Trong công nợ này, phần mềm sẽ có một cái công nợ theo khế ước vay là mục số 08. Rồi, trong này thì nó sẽ thể hiện những cái thông tin liên quan đến cái số khế ước vay ngày đáo hạn của mình. Rồi, dư nợ dư có bao nhiêu, nếu có đầu kỳ thì nhóm mình sẽ khai báo vào. Và một cái danh mục đi kèm nữa là danh mục theo hợp đồng. Thì mình sẽ có thể vào trong này, ví dụ Ctrl N, mình có thể khai báo theo từng hợp đồng là bao nhiêu, ví dụ như liên quan đến công nợ theo hợp đồng. Còn theo khế ước vay thì nó sẽ có cái công nợ theo khế ước vay riêng. Rồi, nó có phân hệ này, mình sẽ khai vào trong này. Rồi, để phần nhập liệu, liên quan đến phần nhập liệu thì khi nhập phát sinh, mình sẽ làm các cái bước toán là ví dụ như khi vay tiền ngân hàng giải ngân cho mình đi. Thì trên cái màn hình này mình sẽ hiện thêm cái một hai cái cột trên màn hình nhập. Thứ nhất là mình sẽ chọn chứng từ cần nhập, xong rồi mình sẽ chọn phần khác hiện thêm cột trên màn hình nhập chẳng hạn. Bây giờ ví dụ mình muốn thêm là chứng từ ngân hàng hoặc là thêm tất cả chứng từ đi nha, thì mình sẽ vào phân hệ chọn chứng từ, nhấn enter, xong chọn phân hệ khác,
chọn hiện phân hệ trên màn hình nhập, mình chọn là số hợp đồng. Là mình viết hoa viết thường cũng được nhưng mà mình nên viết là số hợp đồng. Rồi. Xong là mình sẽ khác hiện thêm cột trên màn hình số khế ước. Rồi mình thêm tất cả chứng từ. Thì trên màn hình này nó sẽ có hai cái thông tin, một là thông tin của hợp đồng và thông tin thứ hai là thông tin số khế ước. Rồi khi nhập chứng từ ngân hàng, ví dụ ngân hàng nhận cho mình vay, ví dụ như tài khoản, ví dụ như ngân hàng là Sacombank đây, rồi số hóa đơn này không có chứng từ, ví dụ như 0101521, rồi rồi mã hợp đồng này thuộc về ngân hàng của thằng Sacombank, rồi giải ngân lần một, rồi tài khoản nợ ví dụ như là trả nợ đấy, ví dụ mình thay tiền vay tiền này trả tiền nợ cho khách hàng, ví dụ nhà cung cấp nào đó chẳng hạn đấy, ví dụ như mình trả tiền cho công ty năng động chẳng hạn đây, rồi mình chọn công ty năng động, rồi tài khoản vay là 3411 các khoản đi vay chẳng hạn, rồi mình chọn ngân hàng, rồi chọn số khế ước. Chưa có thì mình có thể tạo trực tiếp số khế ước này, nếu mà có tiền USD mình kho vào, xong kho tiền vào ví dụ như khai 200 triệu mình khai vào đây. Rồi. Rồi nhập xong mình nhấn F12 lưu lại. Sau này có khắc sinh các khoản lãi hay gì đó mình sẽ gắn cái số hợp đồng và số khế ước tương ứng với những cái khoản này luôn. Rồi, đối với vấn đề in ra thì mình vào cái sổ công nợ. Trong phần công nợ nó có phần công nợ theo hợp đồng. Nó có mẫu 7 sổ chi tiết tiền vay. Thì trong tài khoản này mình có thể chọn vào 3411, chọn mã đối tượng là ngân hàng Sacombank, rồi số hợp đồng. Rồi xong mình nhấn một tài khoản một cái ước, thì trong này có những cái danh mục công nợ thì mình sẽ in ra chi tiết. À, trong này mình nhớ chú ý thêm một cái chức năng là mình bật chức năng cài đặt công nợ theo hợp đồng lên luôn nha. Mình sẽ theo dõi công nợ theo hợp đồng đó. Rồi, chọn công nợ theo hợp đồng. Rồi, mình bật chức năng này lên luôn. T. Rồi, ví dụ đây là 3411. Rồi, sau đó thì mã đối tượng, số hợp đồng, chưa khai báo sổ công nợ theo hợp đồng. Nếu có những cái vấn đề lỗi gì thì phần mềm sẽ thông báo cho mình để mình kiểm tra lại. Rồi khi mà in thì mình vào sổ công nợ, chọn theo hợp đồng, sổ công nợ, sổ chi tiết tiền vay, rồi tài khoản 3411, rồi mã đối tượng Sacombank, số hợp đồng. Rồi mình muốn in một khế ước chẳng hạn đấy, một mẫu một in một khế ước, xong là mình nhấn in. Thì trong này phần hệ sẽ thể hiện cho mình các cái số lần khế ước hoặc các cái mẫu khác, mình có thể chọn là in một hợp đồng xuất từ khế ước mẫu 4 hoặc mẫu 5, thì mình sẽ tùy chọn những cái mẫu này, mình sẽ chọn trên danh mục màn hình để mình chọn ra các cái mẫu in cho phù hợp với mình. Đây. Trả lãi cuối kỳ trong kỳ bao nhiêu, ngày khế ước bao nhiêu, chi tiết số ngày. Đó, thì trong này nó sẽ có các cái mẫu chi tiết cho mình in ra. Rồi, như vậy là em đã hướng dẫn cho mình cách khai báo và theo dõi công nợ theo khế ước vay trên phần mềm kế toán Smart Pro. Để xem dõi những cái video khác thì mình có thể truy cập trang phần mềm năng động.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến phần mềm Smart Pro.